cỏ trắng của tỏi. Cỏ trắng, cỏ trắng. Ôi, rớt cá khử rồi. Quá trời đã luôn rồi. Quá. Xe cánh nhãn. Chào cả nhà nha, nay Tân cùng anh em Củ Tỏi và Bảo sẽ đi quay buổi đi săn chim cò cho cả nhà mình xem. Chú Sáu, năm nay lúa trúng của chú Sáu hôm nay chỗ nào cũng cả tấn trở lên không? Đây, trước khi đi săn phải tập tạ chứ các bạn ơi. Chết luôn. Vậy trước khi đi săn mấy anh em cũng giao lưu nhẹ nhàng cái chảy nước miếng không mà xài mà không cá hồi mà xài không chua thì cũng không ngon hại vậy đó. Sao khầy khầy thích ăn chua ăn thật khạch hay là ăn chua? Ăn thịt thì thôi đi yên ổn đi rồi ăn chua nữa. Mặt không nhăn luôn miếng nào luôn. Giờ mấy anh em đang trên dòng sông. Săn bắt cái rau. Săn cò. Săn cò. Đúng rồi, đằng này nè. Tôi được bệnh trước dữ vậy bảo. Vì người ta quậy quậy cái mũi ra đi. Có cái vỏ có máy không Bảo? Có máy không? Có. Ngoài ngoài chín thắng chưa thấy vậy. Có nhà có máy thì nói gì đâu. Ừ. Dạ. Trúng rồi vậy, trúng cây. Cái đuôi. Vô đạn cho Bảo. Phải không? Nó ăn cò sao ta? Cái cây cha không phải ăn cò đâu. Phải cây. Nhưng thấy rồi không phải. Nhìn cũng giống nha. Ăn cò đâu cho nó chưa bay lên phải không? Chưa. Ăn lại đi. Nó ăn cò đó đâu. Thấy rồi. Cú xanh các bạn ơi. Trời ơi quá trời cặp cú xanh. Dưới này còn đi. Bắn cua xanh trước đi, con cò lép cây bạn á. Có đám lá đằng kia á, có cò lép. Con nào bắn chết ngon à? Thấy rồi, nó quá trời luôn con cò rồi. Cò bự lắm. Trời. Dễ rồi. Còn con nữa. Có lẽ tôi chạy nó bắn bỏ hai viên bành bỏ. Xe tới từ từ nữa. Bắn lên trên luôn ha. Cò lép này bự lắm nhé. Dưới rồi trời. Bắn đi. Trời ơi sao dưới vỏ vậy? Mình này bữa nay còn nhiều cái trứng này giặt lắm nha các bạn. Cái này cua xanh hơi nhiều quá ha. Quá xá các bạn ơi. Vô chỗ đường này, trong xe 200. Giờ mấy anh em đang vô khu vực nha các bạn ơi. Nhớ nhét lá này trước. Ê, từ từ, cho tỏi kìa. Tỏi kìa.
Không tỏi kìa. Ừ. Mà chưa chưa rồi manh động với bao rồi. Không thấy được đâu. Lỏng đại. Móc vô, móc vô. Móc vô. Ê, cây móc vô trống thôi. Ê, từ từ nên. Té luôn rồi. Hay quá nên này. Trời ơi. Khi khi vậy hoài. Phóng xuống, phóng xuống lấy lẹ. Trời ơi, rung giò luôn kìa. Rồi, vậy cắt hai cái nái kia vô đi. Này, con nào đây các bạn. Ghê thật chứ. Ở đây mấy anh em bữa nay liều mình luôn các bạn ơi. Ở đây nghe đồng có một em tới 30-40 kg. Trong khi đó em trung bình có 6 mấy kg. Giặt lộn lại. Kỹ mấy nhánh cây giống giống á. Rồi chào nha, bây giờ mấy anh em đang ngồi đợi coi giờ các bạn ơi. Mấy anh em tiếp tục. Tiếp tục. Anh trai. chưa gặp con cống nhum đó. Gặp con cống nhum mấy cảnh xỉu luôn. Nó nhảy như vậy. Thế rồi đó. Hay quá. Tiếp tục các bạn ơi, lên hàng nha. Con này có non nữa nè. Bự chứ non như thầy. Lông đỏ lòm. Bồi nó thêm viên đi, bồi thêm viên nữa coi tôi. À. Dướng như vậy. Rớt xuống vỏ luôn rồi, rớt ngay vỏ luôn rồi. À, nó còn sống, còn sống của tỏi ơi. Không bay ra là biết. Biết nó cũng rồi. Còn sống nữa nha, giờ nó mổ tao không à. Khỏi nó cái à, giờ tính kêu thu đội. Khủng các bạn. Chào cả nhà nha, giờ này tối thì mình không thể nào bắt đèn sáng để cho cả nhà mình xem được. Ai cò đây rất là nhát. Té rồi tỏi, còn trắng rồi tỏi. Còn trắng. Nó rớt cái hự rồi. Quá trời đã luôn rồi. Quá. Xe cách ngạn dữ vậy. Ê. Giữ bà cố luôn. Xe hai bên ra là nó một nó không mổ tới đâu. Cảm chạy cho cánh rồi để cá lên nè. Quá quá dữ rồi. Hàng khủng rồi. Hàng khủng, hàng khủng như kia các bạn ơi. Quá trời anh em ơi.
Bắn đâu bắn qua trời. Quá trời, tỏi hạ con quá khủng. Nó mới đáp vô luôn. Hết rồi. Đây, giờ mấy anh em tiếp tục đi vô đường trong nữa các bạn ơi. Này cò nó hơi nhá. Này ôm lông luôn hả? Ôm lông không. Mà ăn lông cò nha. Giò cò đi. Không. Giờ con lấy cánh này. Hòn hết. Ê. Này cả nhà lá vườn có gì ăn nấy đây, cao găm tận dụng cao găm nhà. Găm này mưa xuống nó mập nó nhảy ra đỡ. Còn nó mà không nhảy ra chợ khỏi. Được. Đủ chưa? Đây sơn không được gỗ ra mà các bạn. Quá ngon. Đây giờ anh mấy anh đang rất là bận rộn ở đây. Anh nên thì đang rửa rau. Đây, quay qua đây thì củ tỏi đang chặt cò. Đó, nổ luôn. Nổ luôn. Là trúng mùa. Đây bữa nay mấy anh đi cũng chút xíu được 4 con này nhiêu đây à. Nói chút xíu đi ông thầy ơi cho nó lẹ. Mới lâu nè. Thôi cho ông gọi tôi bắt lò lên này. Vừa làm hai rồi. Chưa cho mày bỏ. Mày ấy đi lấy nó vừa ra để khó chịu gì nào. Wow, bữa nay khịt không thầy ơi. Không á, nó chịu chừng nó mới chịu. Quá trời khịt rồi. Để cái ông này ấy đi. Nó chịu lắm nè. Đâu luôn vừa bảo này. Chặt đại đi rồi hỏi cái gì rửa lại nước. Dục cán. Mẹ hốt. Không có tương lai mà vợ rồi. Ủa 80 tuổi thì mà cũng vậy thì không có tương lai. Ủa vậy chứ vợ của con không bằng cái lấy vậy. Cò mở hết biết mở không? Để con cò này mở nè cả nhà. Mở hết biết mở. Ông này ông làm rồi chết luôn rồi. Nó chết dữ luôn. Thơm rồi đó. Chưa vàng. Nè cũ. Đây, nhường lại cái bếp cho củ tỏi. Bếp chín. Nấu chín mới ăn. Sống là ông thầy ông khích thôi. Cứ từ từ. Con dặn lớn hơn của tỏi. Nếu thôi đây nè. Kha lửa. Khói rồi. Lắm. Sắp nhảo vô rồi. Đợi cho tỏi vàng rồi mấy anh em sẽ xem tỏi để sơ chế cái phần cò nha cả nhà. Con nhìn lột bột vậy trời. Không biết hồi nữa. Gà vậy. Dạ, lắm. Lắm. Dạ.
quá đi. Tới khập luôn thầy ạ. Nước mắm gia truyền thầy nên truyền thống 80 chế ớt công thức công thức đơn giản như 80 chế ớt gót nước mắm này do vậy đây coi hai con nó cơm để cái để cục bỏ vô được rồi bỏ vô rồi bỏ vô lã khô liền ăn nó ngái à đâu có thạo đó rồi cơm đâu bỏ vô múc ra đó đúng rồi cơm bỏ vô múc ra chứ đâu có ấy kệ làm. Còn cái con trắng có đạn rồi ok mất tiêu thịt trên trại quá đã luôn các bạn thơm mùi của gầm nó thơm đã nè thơm nồng không muốn cộng lửa đi của tỏi bớt bớt lửa bớt ra của thôi cái gì cho nữa hai chào cả nhà nha thế là mấy anh em đã làm xong cái đó được đó quá trời đi chút xíu một cái chảo khổng lồ siêu to đây ra dễ các bạn ơi. Anh gì cái anh gì em nói hồi nãy anh gì về ăn chuột nữa anh gì á Bình Dương anh quay nữa anh gì hai chào cả nhà nha sau một chuyến đi săn thì mấy anh em cũng được nói mồi hy vọng cả nhà mình sẽ biết vui vẻ nha bây giờ mấy anh em nhập tiệc cả nhà ơi thưởng thức cái phần cò xào cò với bìm bẹp sợi gâm đi đó nha mới to nè đó đã à, con gì đó nè tao chén con Bảo ơi tới rồi ông nhìn tao ăn cơm không lên dài đúng không cái gì đấy, tới anh Bảo nó biết ông thầy nữa này bây giờ mấy anh em nhập tiệc cả nhà ơi đã luôn á. Rồi, ủa bữa nay không ăn chim cò được hả? Không. Cái leo. Cái leo cá. Cái leo. Tôi đi nãy giờ không ngủ. Nãy để gần đó nói gì? Hả? Con nhắm rồi. Cho thầy khinh miếng thịt đi. Để thử rồi có khô không. Rồi rồi. Đèn rồi. Đèn có tính nó mắc cỡ. Nhâu gầm nó ngon ha. Thơm. Thơm bằng tên thầy. Để làm nó ngon. Mạnh đi. Được. Chết mẹ quà không có. Giờ anh em ơi. 1, 2, 3. Quá đã luôn. Đây mình xin giới thiệu lại là Nin. Biệt danh là thầy khầy khích khả bom. Đây, văn điền. Lâu lắm rồi mới xuất hiện lại. Gió điền tiên sinh. Hồi cái mùa nước trước ảnh nổi lắm. Nói hơn thầy nữa. Lơ lắm rồi cứu. Đây, Bảo của tỏi. Hôm nay mấy anh em đi săn. Nghe tiếng xe hụn cái đủ mất tiêu xe rồi. Thấy con bạn thì phục thòi với nó. Chịu quên không? Không, bữa đó hình như của tỏi thấy chứ không ai thấy là bữa đó chắc anh em mình chắc giờ chắc gần tới nè. Tới tháng 3 này lụm nữa nè. Có heo quay ăn rồi. Với xe hiện cái món đèn mất tiêu hồi nãy kêu của tỏi mà lên.
lên bụi tre thấy cái đèn ông có, tiêu là biết. Ông có coi cái clip bằng đèn rồi mất cười lắm, nó bị tre đè cho cái bờ đê đặng cũng chịu. Nghe nó sáu bỏ hết chưa hả? Khổ mà. Tiếp đó còn. Tiếp đó sáu bỏ gì trời. Anh biết mà nói mày sói nhiều lắm mà. Không sói, sói mấy clip nhấp cá rồi này kia. Xẹt đồ đó mới liếc xẹt. Uống nãy giờ con nhóc như vậy. Trời không gót nó mới vậy. Con hả? Cái này nhậu bia đúng bài luôn rồi. Thầy nó ăn cơm theo mẹ. Ù trái tim bự dưới ta. Cái tim cho bá. Ông thầy cho đó ông ơi. Dạ ông thầy không ăn nữa. Thầy mới ra được. Không, trái tim này trái tim của con cò bự nè. Cũng bằng cái tim dịch luôn mà. Con cò hay là có mềm biếp. Ồ, gọi vậy dễ mời, ấy mời ha. Ồ, thấy gan. Nè, trời ơi. Móc chỉ ông. Đó, vậy ăn đi. Thấy mềm biếp đừng mắng sớm. Cái sai lầm tính lép cái gan. Đừng đâu mà nó bằng lép trái tim. À, vừa vô sảy mấy con cu. Tôi có thấy nó không? Ngủ trời, cỏ đâu đậu đây trời. Ôi trời, kìa đầu luôn. Bữa tao là có cô xanh. Bữa tao với ông Nên đi bắn bắn chim ở ở đường sông Cái nè. Ông Nên ông gần ông túc chim mà tới chim ẻ lên cái lỗ mũi. Gần túc chim mà tới. Nhậu cái đông. Làm về trái ấy. Ổng gần ổng tóc chim mà ổng ngồi tới con chim mẹ lỗ mũi. Thầy bóp tay em thầy mẹ nước nước lên thì nó làm phật. Mấy con chim nhỏ nhỏ nó bay lại trời. Bữa đó thì bắn thì ấy thì kêu em thì kêu la chữ tăng cái hả ổng ra lụm liền. Tăng ơi tăng ơi lụm liền mỏi trần do. Điện này nhà trắng tươi chạy. Bảo điện này nó trắng cũng bằng mày rồi đó. Nó còn quá trắng. Cái này chắc lấy nước vô gạo mà sức không á. Hồi tối ông Tấn hỏi ông Ninh, ông Ninh người miên cái gì. Điện đuổi. Điện đuổi. Là gì? Là gì? Hằng này nó rủ em đi hoài cái gì. Ông đứng ngỏ cười này chắc đèn tới đèn luôn. Đèn ai của tổ tới không đâu đèn đâu tính đâu tới nữa rồi đây mua là chính nghe cả trời. Bữa nay đi sang chút xíu cũng được cái buổi tiệc nãy giờ mấy dĩa rồi các bạn, dĩa thứ sáu rồi các bạn ơi. Trời ơi. Dĩa thứ hai dạ. Bốn con một chảo luôn rồi. Bốn con này chạy ăn gỗ luôn. Mấy bà vu nó có khá không? Cuối cùng nó nói dạ. Nó nuốt gì là bắp thạch vô ống bẹt không? Làm gì vậy? Lưới nhân cá. Nó chụp nó là bắt nó bỏ vô cái miệng họ nó không để quay lại để cũng lặn như cái lũa nhẹ về mặn mao. Xuống xuống cái là chính xác nhất cái cầu thang rồi đó. Nó dễ cũng đông. Hộp đi chụp không đó, lấy cây móc với sữa không chụp đó. Rồi vậy nha, nãy giờ mấy anh em cũng giao lưu với nhau. Mình không có quay hết chọn cái phần này thì hôm nay thì nói chung là cũng rất là vui đi săn với mấy anh em. Có cái buổi săn khá thành công, có một cái buổi tiệc nhỏ nhỏ, hy vọng ở nhà mình xem clip vui vẻ nha. Giờ bye bye ở nhà nha, hy vọng ở nhà mình xem clip vui vẻ nha. Thấy hay nhớ đăng ký kênh để xem nhiều clip của mấy anh em nha. Giờ vô nè. Vô. 1, 2, 3, 4, chào các bạn.